Rồi bên mình có đặt mua 5 cây viết bi ở trên Shopee của mình thì có xảy ra cái vấn đề là thứ nhất là viết cũ. Thì viết cũ thì không nói, đúng không? Viết này viết cũ không nói tại vì reset thì thôi, chuyện bình thường. Đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cây viết này nó không có mực. Đó, và Shopee thì có gửi hình ảnh cho Shopee rồi, nhưng mà Shopee kêu là gửi video. Thì bây giờ thì mình làm video up lên YouTube rồi sau đó Shopee sẽ xem ở trên YouTube. Nhưng mà góp ý một chút, Shopee là nếu mà làm video phải làm sao mà đăng được trên app Shopee á, chứ sao đăng lên YouTube làm gì? Tự nhiên người ta lại kêu là có mua có 5 cây viết mà bị lỗi đăng YouTube làm gì đó như vậy, nếu như người ta không hiểu. Nhưng cái vấn đề của mình là mình muốn để cho Shopee biết là cái shop cửa hàng này họ bán đồ không được tốt. Nó là như vậy. 5 cây viết này thì có 3 cây viết là hoàn toàn không có mực, có một cây viết thì viết ra mực rất là đẹp và có một cây viết là viết bị ngắt mực. Thì đây mình sẽ lấy một hai cây cây viết đầu tiên là có mực nha. Đây. Đúng không? Là có mực nào. Rồi, mình để B đây. Rồi cây viết thứ hai nè, có mực. Đó, mực này mực đẹp nè. Đó, mực đẹp nè, thấy không? Có mực một lúc là ngắt nè, đó. Thấy chưa? Tức là về lý thuyết thì cây này có mực nhưng mà có mực bị ngắt không viết được, mình trẻ nè. Và coi như cây này là không có mực nha. Đó. Rồi ba cây còn lại hoàn toàn là không có mực nè. Nè, thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Rồi, cây thứ ba để đây nha, còn hai cây này nè, tiếp tục lấy nào. Đó. Đó. Thì nhờ Shopee là phản hồi lại ha, cây viết này. Rồi. Vậy là để cho khách quan hơn, mình để 5 cây viết này lại ở bên này. Cây nào viết xong rồi mình sẽ chuyển sang bên này ha. Rồi. Trong 5 cây viết này có 2 cây là có mực. Đó, một cây có mực viết được và một cây có mực ngắt quãng không viết được. À, cây đầu tiên nè, mình làm lại cho Shopee coi nè. À, cây này không có mực ha. Đó. À, có ngòi nè, không mực. Rồi, cây thứ hai. Cây này cũng không có mực nè. Đó, viết lên đây nè, thấy chưa? Ngòi nè. Đó, cây thứ hai không có mực. Cây thứ ba nè. Cũng không có mực luôn ha, ba cây này hoàn toàn không có mực nha. Đây nè, ngồi mình mở ra nè. Đó. Rồi cây thứ tư. Đó, cây này là hồi nãy là ngắt quãng, mực ngắt quãng nè. Tức là bốn cây không có mực ha, Shopee ha. Rồi có một cây có mực nè, đó. Rất là đẹp đúng không? Vì cái này nhờ Shopee hỗ trợ giùm mình phản hồi tới shop. Đây, tem vẫn còn này. Có cây này thì mở ra khui thì phải mở ra để mà kiểm tra đúng không? Đó, 4 cây không có mực. Rồi. Cái này là Shopee yêu cầu nha, chứ mình không có rảnh đến nỗi mà mình ngồi để mình quay đăng lên YouTube đâu. Đó, Shopee yêu cầu là đăng lên YouTube và lấy cái link đó gửi lại cho trên app tin nhắn thì bên Shopee mới biết là cái viết nó như vậy. Rồi.